Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh truyện audio Hôm nay mình sẽ tiếp tục gửi cho các bạn bộ truyện Đại Trư Tiên Lai like. Tập 3 Lý mộ nghĩ nghĩ chạy đến phòng bếp bận rộn một trận Lại ở trong sân đốt lửa lên Rất nhanh trong sân đo nhỏ liền tràn ngập mùi thịt nướng Không bao lâu trên đường sân cách vách liền mọc ra một cái đầu Bà con xa không bằng láng giềng gần Hàng xóm phải hỗ trợ yêu nhau nhất là đối với hàng xóm mới vừa mới đến không lâu càng phải cho các nàng cảm nhận được tình hàng xóm nồng đậm lý mộ mặt treo nụ cười ngẩng đầu nhìn thiếu nữ xinh xắn kia hỏi vạn vạn cô nương ăn cơm chưa đối với chuyện lý mộ mời nàng cùng ăn cơm nữ tử không có chút do dự liền đồng ý tiểu thư cần giữ dáng hôm nay lại là nàng một mình ở bên ngoài ăn cơm nàng vừa rồi đã đầu ở đầu đường thèm thuồng rất lâu tự nhiên không thể từ chối dụ hoặc của thức ăn ngon tuy tiểu tư từng nói càng là nam nhân ưa nhìn lại càng biết gạt người nhưng hắn vô luận thấy thế nào cũng không giống kẻ lừa gạt hơn nữa là một hàng xóm duy nhất sẽ mời nàng ăn cơm cũng không biết tiểu tư vì sao không thích hắn lý mộ vừa nướng thịt vừa nói chuyện phiếm với nàng vạn vãn Người năm nay bao nhiêu? 16 Nhà ở nơi nào? Quên rồi à? Người từ bao giờ bắt đầu đi theo tiểu thư nhà ngươi? Lúc 5 tuổi Tiểu nữ 16 tuổi chỉ nhỏ hơn Lý Mộ 2 tuổi Thoạt nhìn có chút ngốc Cơ bản là Lý Mộ hỏi một câu Nàng đáp một câu Mặt không chớp Luôn nhìn chầm chầm thịt nướng ở phiên đá Lý Mộ nói chuyện phiếm với nàng mấy câu sau khi tăng tiến tình cảm tình rút ngắn khoảng cách mới, mới nói. Vạn vạn, người ăn trước, lát nữa nếu ta xảy ra chuyện gì có thể phiền toái ngươi đi huyện nha tìm Lý Thanh Quân Nương tới đây hay không? Đây mới là mục đích thật sự của Lý Mộ để nàng tới, dù sao thực hiện thực nghiệm của hắn là có phiêu lưu, nhớ đâu xuất hiện đường rẽ bên người không có ai nhìn, Vô luận hắn xảy ra chuyện gì cũng sẽ không có ai biết. Tiếu nữ ngẩng đầu nhìn hắn, nghi hoặc nói: "Sẽ xảy ra chuyện gì? Học máu này té xỉu này vân vân." Lý Mộ giải thích: "Người hôm nay không phải thấy rồi sao, cơ thể của ta không tốt lắm, ta lo lắng lát nữa lại ngất xỉu." Ồ, oh. Tiêu nữ gật gật đầu lại bắt đầu chuyên chú vào món ngon trước mắt, Lý Mộ đi đến bên cạnh bàn đá mở ra bộ sách nhập môn kia, Lý Thành cho hắn lật đến một tờ nọ ghi lại thủ ấn. Thần thông cùng đạo thuật đều thông cần thông qua thủ ấn cùng trường quyết để thi triển, trong đó thần thông thủ ấn càng thêm dườm ra, thường thường cần hai thủ ấn trở lên mới hàng, sắp hàng tổ hợp. Mà đại đạo trí giản, đạo thuật bình thường đều là một thủ ấn, hơn nữa đạo thuật thủ ấn chỉ có 36 cái, nhiều nhất thứ 36 lần liền có thể có kết quả. Nếu không, nếu là con số 36 thủ ấn sắp hàng tổ hợp, đó sẽ là một con số thiên văn vô cùng khổng lồ. Lý mộ thử từng cái, đời này cũng từng nghĩ từ ra. Lý mộ nhìn nhìn thủ ấn thứ nhất thở sâu, tay phải duỗi ngang năm ngón tay, đầu ngón tay hướng về phía trước, ngón áp út cùng ngón giữa gấp khúc hướng vị trí lòng bàn tay thấp giọng niệm thiên địa vô cực kiền khôn tá pháp pháp do tâm sinh 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 bất tức chung quanh chưa xuất hiện bất cứ hiện tượng lạ nào lý mộ cũng chưa cảm giác được nơi nào không khỏe hắn tiếp tục thử một cái sau một lát sau lắc đầu nói vẫn là không đúng liên tiếp thử hơn 10 cái đều chưa có phản ứng gì. Lý mộ lại thay đổi một thủ ấn tên là Bắc Đầu Ấn, tập giọng nói. Thiên địa vô cực, kiên khôn tá pháp, pháp do tâm sinh, sinh sinh bất tức, oanh một tiếng. Trong ngư không đột nhiên xuất hiện lực lượng cường đại khiến cả người hắn chấn động, sắc mặt nháy mắt tái nhợt không còn chút máu, thân thể ngã xuống thẳng tắp. Thiếu nữ đang chuyên tâm ăn thịt nướng, nghe được tiếng vang lạ ở phía sau, quay đầu nhìn, khuôn mặt xinh đẹp biến sắc, vội vàng mang thức ăn trong mồm nốt xuống là lớn. Tiểu thư không xong rồi, Lý Công Tử lại ngất rồi. Liễu Hàm Yên vội vàng từ cách vách chạy tới, nhìn nhìn Lý Mộ nằm ở trên mặt đất không biết sao chăng gì, bất chấp hỏi nha hoàn của mình vì sao lại ở chỗ này vội vàng nói. Vạn vạn, nhanh đi mời đại phu tới đây, không không cần lý mộ gian nan từ trên mặt đất bò dậy nói ta không sao tuyệt đối đừng mời đại phu mời đại phu một lần đã khiến hắn mắc nợ mười lượng mời thêm vài lần nữa hắn mang hắn bán cho liễu hàm yên cũng không trả hết Liễu Hàm Yên nhìn hắn kinh nghi nói Người thật sự không có việc gì Lý mộ xua tay nói Không sao một chút bệnh vặt ngất xíu cũng là bệnh vặt quen là ổn quen là ổn mà liễu hàm yên đánh giá hắn thật lâu đột nhiên hỏi người chẳng lẽ mắc bệnh nặng nào đó sao đi mộ vốn muốn phủ nhận lại bỗng nhiên từ trên người liễu hàm yên cảm nhận được một loại cảm xúc độc đáo hắn mang pháp lực vận chuyển tới mắt nhìn thấy trên thân thể của nàng tản ra ánh sáng màu trắng nhàn nhạt, nhạt bảy tình cảm, bảy màu sắc, màu đỏ là mừng, màu xám là giận, màu xanh là sợ, không màu là yêu, màu đen là ác, màu vàng là dục, mà màu trắng đại biểu cho ai? Bi thương, bi thống, thương tiếc, thương hại đều có thể thinh ra ai tình, chẳng lẽ Liễu Hàm Yên cho rằng hắn mắc bệnh nan y, sinh ra sự thương xót đối với hắn? Tức âm sinh bởi ai tình, thân là một nam nhân trong bảy phách lý mộ có thể không cần thi cầu không cần thôn tặc nhưng tuyệt đối không thể không có tức âm hắn từ bỏ ý niệm phủ nhận kịp thời mang một tia ai tình kia dẫn đường tới ở dưới liễu hàm yên nhìn chăm chú Khẽ thở dài chậm rãi cúi đầu nói vẫn là vị ngươi nhìn ra liễu hàm yên môi run rẩy khó có thể tin người, người thật sự lý mộ gật gật đầu sau đó góc bốn mươi lăm Độ nhìn lên bầu trời bình tĩnh nói Ta nhiều nhất chỉ có nửa năm để sống Sao có khả năng? Liễu Hà Miên khẽ biến sắc nói Nhưng đại phu rõ ràng nói ngươi mạch đập trầm ổn thân thể khỏe mạnh mà Một người thân thể khỏe mạnh sẽ một ngày ngất xỉu tới hai lần sau Lý mộ tự diễu cười cười, nói Thật ra ta buổi sáng không phải là ham ngủ chỉ là ốm đau khiến ta đêm không thể ngủ mỗi ngày thời điểm tiếp cận bình minh mới có thể ngủ cho nên cũng sẽ dậy trễ một chút nương cơ hội này hắn cho còn hướng liễu hàm yên giải thích chuyện hắn buổi sáng không dậy được liễu hàm yên nhớ tới chuyện hồi sáng ngày hôm nay trên mặt hiện ra nét tự trách nói xin lỗi nha ta ngày hôm qua không phải là cố ý không sao Lý Mộ không thèm để ý nói. Ai cũng phải chết một lần. Ta đã sớm nghĩ thông. Nếu chúng ta không thể thay đổi, cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận, cố gắng sống tốt mỗi ngày kế tiếp. Nhưng người yên tâm, ở à, ta trước khi chết, mười lượng bạc nợ ngươi ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi. Liễu Hàm yên mở miệng cuối cùng cúi đầu ấy náy nói. Thật ra là ta bảo đại phu dùng những dược liệu quý báu đó mười lượng bạc kia ngươi không cần phải trả đâu về sau nếu có gì khó khăn có thể tới tìm ta ta sẽ tận lực giúp ngươi không đợi lý mộ mở miệng liễu hà miên liền đứng lên sau khi hành một lễ đối với lý mộ lôi kéo tiểu nha hoàn còn không nguyện trở về vội vàng rời khỏi lý mộ nhìn bộ dáng ấy nấy náy rời khỏi trong lòng âm thầm thở dài hắn cũng từng là thanh niên năm điều tốt thành thực giữ gìn chữ tín lại bị vận mệnh chết tiệt này ép thành cha nam vô sỉ dùng lý do thân mắc bệnh nan y để tranh thủ nữ nhân đồng tình cảm thán thì cảm thán đồng tình nên kiếm thì vẫn phải kiếm dù sao ai tình so với vui sướng và phẫn nộ càng thêm khó có thể đạt được hơn nếu muốn ngưng tụ tức âm phách trọng chấn bản sắc nam nhi không tách rời được nữ hàng xóm có được lòng chắc ẩn sau khi chủ tớ Liễu Hàm Yên rời khỏi, Lý Mộ đóng cửa sân, thu thập tâm tình, hai tay một lần nữa kết thành bắt đầu ấn, nhưng chưa mở miệng nữa. Hắn vừa rồi đã chứng minh trừ đạo đức kinh, thái nhất bạt tội chém yêu hộ thân chú, đại giáo một thế giới khác, kết hợp bắt đầu ấn cũng có thể dẫn phát trời đất cộng hưởng, nhưng hắn trước mắt pháp lực quá thấp kém, cố thi triển ắt gặp cắn trả. Nếu không phải vừa rồi hắn thấy tình hình không đúng lập tức thu hồi thủ ấn, chỉ sợ lại sẽ là kết cục học máu hôn mê. Pháp lực tăng trưởng không có đường tắt có thể đi, mặc dù là tốc độ tu luyện của hắn so với người tu hành bình thường nhanh hơn một ít, nhưng muốn có thể thừa nhận những chân ngôn này cắn trả còn không biết phải đợi tới khi nào. Sau khi suy nghĩ một lát, hắn vẫn quyết định tiếp tục thực nghiệm nhiều chân ngôn và thần chú như vậy, nhất định có thứ hắn giai đoạn này có thể khống chế được. Lý mộ siêu tầm ký ức lầm bầm. Kế tiếp phải thử cái nào đây nếu không thử kiểu tự chân ngôn một chút. Ba ngày thời gian, nhoáng lên một cái đã trôi qua. Bạch Vân Sơn, vô lục phái đỉnh núi chính. Ông một tiếng, một tiếng chuông nặng nề vang lên, mấy bóng người khoanh chân ngồi ở trung quanh chuông cổ ngẩng đầu lên lại tới rồi lại tới rồi đây là lần thứ mấy vang lên chuông đạo lão phù mấy chục năm qua số lần nghe chuông đạo vang cũng không nhiều bằng ba ngày nay mười tám lần trong ba ngày qua chuông đạo vang cả thầy mười tám lần cái chuông nát này hẳn sẽ không phải là bị hỏng chứ không có khả năng có nhiều đạo thuật mới như vậy đồng thời chào đời nhất định là chuông đạo hỏng rồi mọi người cạnh chuông cổ mắt đầy tơ máu ba ngày qua tinh thần bọn họ cực độ căng thẳng toàn bộ nỗi lòng đều bị chuông đạo trước mắt tác động trong ba ngày qua bọn họ gặp được cảnh tượng tu hành mấy chục năm cũng chưa từng gặp trang sách đạo run dày chuông đạo tự ngân không ngừng trong thời gian ba ngày chuông đạo ba năm trước đây đều sẽ không ngân vang, vàng cả thầy mười tám lần, chịu tiếng chuông ảnh hưởng, thiên địa linh khí, sơn môn, phù lục phái tràn đầy hỗn loạn. Các đệ tử cũng đều hốt hoảng kinh hãi. Từ khi phù lục phái lập phái tới nay, cũng chưa từng trải qua hiện tượng lạ như thế. Nếu không phải chuông đạo hỏng rồi, vậy là có bậc đại năng tu vi thông thiên ở trong ba ngày nay không ngừng sáng tạo đạo thuật mới trên đạo kinh chưa có. Điều này sao có khả năng? Ông một tiếng, trong lúc mọi người ở đây kinh hoàng nhất bất định, chuồng đạo trước mắt bọn họ lần nữa phát ra tiếng ngân. Ánh trăng sáng tỏ, Lý Mộ khoanh chân ngồi ở chính giữa sân, Ngụ tầm hướng thiên, tiếp tục luyện hóa nộ tình cùng ai tình từ chỗ liễu hàm yên hấp thu. Trong ba ngày qua, hắn đều chưa nghe được liễu hàm yên buổi sáng ở trong sân luyện giọng ở ờ, sau khi biết được Lý Mộ mắc bệnh nặng, sắp tới không còn sống lâu, thái độ Liễu Hàm Yên đối với Lý Mộ thay đổi hẳn, thậm chí còn bảo tiểu nha hoàn tặng cho hắn hai lần bánh ngọt bất quả. Như vậy, Lý Mộ trái lại cũng không tiện chọc giận nàng thu gặt nộ tình nữa, đợi sau khi luyện hóa cảm xúc hai ngày trước hấp thu, còn phải nghĩ phương pháp khác. Thời gian đã tới giờ tị, ánh trăng như nước chủ tớ liễu hàm yên cách vách ngủ, ngủ sớm chung quanh lý mộ lại là một mảnh yên tĩnh một khắc nào đó lý mộ ngồi xếp bằng ở trong sân bỗng nhiên mở mắt từ sau khi luyện hóa tình cảm vui sướng của trương vương thị cảm giác của hắn liền sâu sắc hơn rất nhiều Vương chi giờ phút này phật châu trên tay hắn đang tản mát ra hào quang mỏng manh thanh hồng kiếm bên cạnh người cũng đang ong ong không thôi ánh mắt của hắn nhìn về phía cửa chỉ thấy dưới ánh trăng một mảnh sương mù đen dày đặc như mực từ trong khe cửa nhanh chóng tiến vào ở trong sân ngưng tụ thành một cái bóng người sương mù đen ngưng tụ thành bóng người quay cuồng bất định phát ra âm thanh oán hận đến cực điểm ba ngày người có biết ba ngày qua ta phải sống như thế nào không hòa thượng chết tiệt kia để ta nghe hắn niệm kinh ba ngày ba ngày đó ta nghe suốt ba ngày ngươi có biết đó là cảm nhận gì không may mắn đạo hạnh của ta lại có đột phá thừa dịp hòa thượng kia không chú ý trốn thoát nếu không phải ngươi tất cả cái này cũng sẽ không xảy ra tối nay hồn phách của ngươi ta nuốt chắc rồi hòa thượng đó không cứu được ngươi đâu chuỗi hạt trâu nát kia càng không cứu được ngươi trong sương mù màu đen kia khi phát ra tiếng rít liên hướng về phía lý mộ dâng chào đến từ khí tức nó tàn ra mà ra đến xem, tựa như so với mấy ngày hôm trước còn mạnh hơn. Phật trầu trong tay lý mộ bỗng dưng bừng sáng lên ánh vàng, thanh hồng kiếm bên cạnh rung động càng thêm kịch liệt, nhìn trước mù màu đen đập tới, lý mộ vẫn chưa đứng dậy, chỉ là một động tác. Hắn khoanh chân chưa động, hai tay mười ngón tay đan chặt, ngón trỏ vươn ra nối tiếp, cùng lúc đó trong miệng hô khẽ một tiếng lầm oanh một tiếng vừa dứt lời mà nên trong sân đột nhiên biến thành ban ngày một tia sét chói mắt đánh xuống mang một mảnh đất nhỏ ngay ở phía trước sương mù đen bổ ra một cái hố đất cháy đen lý mộ mở mắt nhìn viên gạch vỡ vụn buồn bực nói ây à lại đánh chặt rồi sương mù màu đen mãnh liệt ập tới yên lặng giữa không trung sau nháy mắt yên tĩnh bên trong liền truyền đến thanh âm run rẩy Xin lỗi, vừa rồi nhận lầm người, tiểu quỷ bây giờ cáo lui, không quấy giày ngoài tu, tu, luyện nữa. Trong sương mù màu đen truyền đến thanh âm run rẩy sau đó liền lấy thế xét đánh không kịp bưng tay, thôi quét rời khỏi nhà sân nhà của Lý Mộ. Lý Mộ chậm rãi đứng lên nhưng chưa đuổi theo ra. thứ nhật là sương mù quỷ sương mù quỷ kia tốc độ cực nhanh hắn căn bản đuổi không kịp Thứ hai là vì hắn đối với một chân ngôn này nắm giữ còn chưa đủ hoàn toàn. Nếu không, vừa rồi một đòn đó có thể đủ khiến quỷ vật kia hồn phi phách tán. Mấy ngày này bế quan, Lý Mộ cẩn thận thử rất nhiều kinh điển đạo giáo, cuối cùng thế mà thật sự để hắn tìm được đạo pháp hắn giai đoạn này có thể khống chế. Chỉ là ngay cả hắn cũng không ngờ, chữ đầu tiên của cửu tự chân ngôn kết hợp lục đinh ngọc ấn kết hợp cùng lục đinh ngọc lữ ấn thế mà có thể phóng tích ra lối pháp lôi pháp trong toàn bộ thần thông đạo thuật cũng thuộc loại pháp thuật thượng thừa yêu tà quỷ mị các thứ bản thân là vật âm tà không có còn nào không úy kỵ thiên lôi sấm rét đối với chúng nó trời sinh có tác dụng khắc chế chỉ tiệc lý mộ nắm giữ đối với thuật này còn chưa đủ thuần thục xa chưa có thể làm được chỉ đâu đánh đó đánh bia cố định cũng lao lực uống chi bia di động nhưng dù là thời bổ không chuẩn dùng để uy hiếp cũng là đủ rồi quan trọng nhất là ở lúc đối mặt với yêu tà quỷ mị hắn rốt cuộc có một chút sức lực tự bảo vệ mình không đến mức giống lần trước chỉ có thể mặc cho con quỷ xâm lược đạo giáo kiểu tự chân ngôn chính là lâm binh đấu giải giai trận liệt tiền hành lấy pháp lực mỏng manh của lý mộ trước mắt chỉ nắm giữ chữ thứ nhất mấy chữ chân ngôn phía sau rốt cuộc có tác dụng gì hắn tạm thời còn chưa có thể nào biết được tuy chỉ học được một chiêu lôi pháp nhưng tự bảo vệ mình vậy là đủ rồi thuật pháp đạo môn có thứ chú ngữ rất dài căn bản không thích hợp chính diện đấu pháp kiều tự chân ngôn chỉ là có một chữ tinh giản thích hợp nhất hắn giai đoạn này kế tiếp hắn liền không cần lo lắng bị yêu quỷ ước mơ, mang toàn bộ tinh lực dùng ở trên thu thập bảy loại tình cảm ngưng tụ bảy phách. Lý mộ nhìn về phía trong sân nơi sương mù đen kia vừa rồi tồn tại, giờ phút này còn hào quang màu xanh nhạt lóe lên. Đây là cụ, tình vừa rồi con quỷ kia vật lưu lại, thất tình rời cơ thể, có thể thấy được lôi pháp tạo thành kinh sợ đối với nó rốt cuộc lớn tới bao nhiêu, Lý mộ mang những sự sợ hãi đó dẫn đường đến trong cơ thể của mình, không lãng phí chút nào. Uy lực lôi pháp ra ngoài hắn tự đoán, chỉ là hắn còn phải luyện tập nhiều hơn, lần sau lại gặp được mấy những cái thứ này sẽ không dễ dàng để bọn nó chạy mất. Một đêm không mơ gì, khó có được một giấc an ổn, sang sớm hôm sau. Lý mộ sớm rời giường, Vừa rửa mặt xong, bên ngoài liền truyền đến tiếng đập cửa. Lý Mộ mở cửa sân, nhìn thấy nha hoàn vãn vãn của Liễu Hàm Yên đứng ở ngoài cửa. Thiếu nữ mang một cái hộp thức ăn đưa cho Lý Mộ nói: "Lý công tử còn chưa ăn sáng nhỉ, ta vừa rồi ra ngoài mua đồ ăn sáng, không cẩn thận mua nhiều, tiểu thư bảo ta chia cho Lý công tử một chút." Từ sau khi biết mình mắc bệnh nan y, Liễu Hàm Yên là hàng xóm liền ở trên sinh hoạt chiếu cố hắn khắp nơi. Lý mộ mời vãn vãn ăn cơm. Biết tiểu nha hoàn này nhìn ngốc nghếch, lượng cơm ăn so với hắn còn lớn hơn, đồ ăn sáng mua nhiều nữa cũng không có khả năng có thừa. Đây là Liễu Hàm Yên vì chiếu cố mặt mũi hắn cố ý tình tìm lý do. Dù sao Lý mộ ở trong mắt nàng, trừ mạng không còn lâu nữa, còn là một bộ khoái nghèo ngay cả thuốc cũng không mua nổi lý mộ cũng chưa từ chối mà là hào phóng tiếp nhận hộp thức ăn trong tay thiếu nữ cười nói vừa lúc muốn đi ăn sáng thay ta cảm ơn liễu cô nương nàng cũng là một phen ý tốt lý mộ không tiện từ chối dù sao làm hàng xóm về sau thời gian ở chung còn nhiều ngày sau sẽ có cơ hội báo đáp nàng Lý Mộ ngồi ở trong sân bên cạnh bàn đã ăn sáng, vãn vãn thì ở bên cạnh chờ hắn ăn xong, sau đó cầm hộp thức ăn về. Vài ngày ở chung, nàng và Lý Mộ đã sống quen thuộc. Tiểu nhà hoàn một tay chống má, vừa nhìn Lý Mộ ăn cơm, vừa lại nhảy với Lý Mộ thời tiết bắc quận không được tốt. Mấy ngày nay mỗi ngày buổi tối đều có xét đánh, nàng bị làm tỉnh lại vài lần. Ăn xạ... Ăn xong bữa sáng, cáo biệt vãn vãn, Lý Mộ đi thẳng tới huyện nhà. Bảy phách trương ngưng, vẫn luôn là tảng, tảng đá không buông xuống được trong lòng hắn. Lý Mộ vốn định đi vào chỗ Lão Vương hỏi một chút, xem xem có việc gì, tìm cơ hội thu thập thất tình. Vừa mới đi vào nhà môn, liền thấy được Trương Sơn đang ngáp. Sáng sớm đến nhà môn, Trương Sơn đang mất buồn ngủ mông lung, quèo hoài. hoài khi nhìn thấy Lý Mộ nhất thời tinh thần tỉnh táo, lập tức ghé lên nhỏ giọng nói: "Hôm nay sao đến sớm như vậy, muốn cược hai ván không?" Lý Mộ liếc mắt nhìn hắn: "Sáng sớm bài bạc, ngươi không sợ đầu nhi sao?" Trương Sơn cười hài hề nói: "Yên tâm, đầu nhi không có mặt, hình như là bị tông môn triệu hồi trở về rồi, từ nơi này đến Bạch Vân Sơn như thế nào cũng phải hai ngày lộ trình." Hắn nói xong, ánh mắt lơ đãng liếc qua, phát hiện Lý Mộ đang thay độ bội đao, sau khi cẩn thận phân biệt một ven giật mình nói. Kiếm của đầu nhi, sao lại ở trong tay của ngươi? Hai ngày trước trêu chọc một số thứ không sạch sẽ, đầu nhi cho ta mượn dùng để phòng thân. Lý Mộ thuận tiện giải thích một câu nói. Không nói những thứ này nữa, đi, cược hai ván nào. Lý Mộ Trước mắt đối với Lý Mộ mà nói Dễ dàng thu hoạch nhất chính là tình cảm vui sướng Mà từ trong tình cảm vui sướng Sinh ra là phách thứ nhất Thi cầu Luyện hóa thi cầu có thể tính Cảnh giác của khi hắn khiến đề cao rất nhiều Có năng lực biết trước nguy hiểm Cái này với hắn mà nói Cực kỳ quan trọng Trường Sơn nghe vậy Vui vẻ ra mặt Đi đi, đi vào phòng trực của chúng ta Trường Sơn đề nghị lắc xúc sắc, Lý Mộ không chút suy nghĩ đã đồng ý. Các loại đánh cược thông thường trên phố Trường Sơn đều biết, đặc biệt tinh thông xúc sắc, gã có thể tùy ý lắc ra con số gã muốn, cũng có thể căn cứ vào động tác, tay ngâm người khác lắc xúc sắc, phán đoán chuẩn xác xúc sắc lớn nhỏ. Hai người thay phiên làm nhà cái, Lý Mộ thua nhiều thắng ít, lại luôn mỉm cười, tựa như thua tiền cũng chưa ảnh hưởng tới tâm tình của hắn nụ cười trên mặt trương sơn càng thêm sáng lạn chỉ là ngẫu nhiên trống hông một chút khó hiểu nói lý mộ vì sao mỗi lần đánh bạc với ngươi đều mệt như vậy cược với ngươi một lần ta buổi tối cũng không còn sức đóng thuế bây giờ bà vợ nhà ta cả ngày hoài nghi ta ở bên ngoài nuôi nữ nhân ta bên đêm qua dùng hơn phân nửa đêm chứng minh bản thân trong sạch lý mộ thản nhiên nhìn hắn nói một cái người nếu mệt hôm nay chỉ đến nơi đây đi trương sơn liên tục giơ tay ấy đừng đừng ta còn có thể ta còn có thể đấy trong nhà môn nguyên ý đánh bạc với hắn chỉ có ba người lý tứ là quỷ nghèo dựa vào ăn cơm mềm không có lý tưởng lão vương gần đây không biết mở một khiếu nào Đồ thuật đều cao trên diện rộng vận khí cũng tốt quá phận hầu như đánh bạc tất thắn vài lần trương sơn liền không muốn chơi với lão nữa chỉ có Lý Mộ người ngốc nhiều tiền, thua tiền cũng không giận. Hơn nữa nguyện ý thua vã mãi, chơi về hắn, cho dù khổ chút mệt, chút cũng không có gì. Khi Trương Sơn thắng liên tiếp, quên cả trái đất, một bóng người khập khiễng từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy cảnh tượng trong phòng trực, lập tức ghé lên nói. Trời gì thế, thêm ta một chân, thêm ta một chân nào. Không chơi nữa, không chơi nữa, trương sơn nhìn thấy lão vương nhất thời giật mình một cái mang xúc sắc thu lại nói ta hôm nay mệt rồi lần sau đi lão vương không để ý tới hắn lập tức ngồi ở trước bàn nói người không chơi với ta ta chơi với lý mộ lý mộ xua tay nói ta cũng không muốn ngay cả vái ván quan tài của ngươi cũng thắng đầu trương sơn ra ngoài tuần tra trong phòng trực chỉ có lý mộ cùng lão vương Hàn vốn không có muốn cược với lão vương, nhưng không chịu nổi đối phương nhõng nhẽo cứng rắn, cuối cùng vẫn đáp ứng. Một mặt là lý mộ về sau còn cần nhờ lão, một mặt khác lão vương không có con cái, cũng không thành thân, lão thích bài bạc, thật ra càng nhiều là muốn tìm người trò chuyện. Về phần từ lão vương nơi này hấp thu cảm xúc là chuyện lý mộ chưa từng nghĩ. Trường sơn đang tuổi tráng niên, khí huyết tràn đầy, út một chút cũng không có gì. Lão Vương tuổi già cơ thể yếu tỷ lệ đại khái chịu không nổi. Nghe nói người đang theo thanh cô nương tu hành. Lão Vương vừa lắc xúc sắc vừa hỏi. Đầu nhi dạy ta một ít cơ sở tu hành. Lý mộ gật gật đầu cũng chưa bao giờ giải thích nhiều. Lão Vương tặc lưỡi nói. Mấy kẻ đó đều tâm cao khí ngạo. Trong nhà môn cũng chỉ có thanh cô nương đối đãi với thủ hạ tốt không nói thực lực, chỉ là nhìn diện mạo, hai người các ngươi cũng là trai tài gái sắc. Người bàn ngày sau tu hành cho tốt, có lẽ có thể kết thành xong tu đạo lữ với nàng ấy. Lý mộ không để ý tới lão nói đùa, nghĩ đến con đường thu thập bảy thứ tình cảm con chưa giải quyết, lại nhắc nhở lão vương. Đừng quên chuyện ta kính nhờ ngươi đấy. Không quên được, không quên được. Lão vương liếc mắt, nói. Nếu gặp được công việc đơn giản còn không có gì nguy hiểm, ta tìm người đầu tiên. Lão Vương là phụ trách sửa sang lại hồ sơ vụ án của huyện nha, có người đến huyện nha báo án, trừ vụ án mấu chốt cũng phải qua chỗ lão trước. Trong tay lão nắm giữ tư liệu trực tiếp vụ án của huyện nha, ngày thường đi lại với lão gần một chút, Lý Mộ mới có nhiều cơ hội làm việc hơn, đây là con đường thu thập bảy thứ tình cảm trực tiếp nhất cũng là nhanh nhất của hắn với lão vương mấy ván cố ý thua vài đồng lý mộ đang định ra ngoài tuần tra trương dân từ bên ngoài bước nhanh vào vội vàng nói lý mộ đừng chơi nữa có việc rồi bộ khoái của huyện nha làm nhân viên công vụ có biên chế của đại chu triều đồng thời kiêm chức trách của công an cùng cảnh sát hình sự nhỏ đến quê nhà tranh cãi lớn đến trọng án lớn đến trọng án án mạng đều ở trong phạm vi chức trách của bọn họ. Ngày thường thông qua án kiện gì quan trọng, các bộ khoái đều ở khu vực trực thuộc của mình tuần tra duy trì bảo vệ khu vực yên ổn. Khi có việc cần bọn họ hành động tập thể, liền nói lên có vụ án sự kiện trọng đại đã xảy ra. Lý mộ vừa chạy chậm vừa hỏi Trương Sơn nói, Chuyện gì mà gấp như vậy? Không biết. Trương Sơn bước chân như bay lắc đầu nói, Họ hàn triệu tập chúng ta đi qua Vẫn là đi nhanh một chút đi Đầu nhi không có mặt Đi chậm lại bị hắn mắng đấy Trương Sơn nói Họ hàn Họ hàn là một thanh niên lần trước lý mộ chết mà sống lại Cầm la bàn lượn lờ bên người hắn vài vòng Cũng là một trong mấy người tu hành của huyện nha Những người tu hành này đều là đến từ danh môn đại phái Và huyện nha làm là vì rèn luyện thông thường thường không coi trọng gì Lý Mộ cùng Trương Sơn. Những người thường này, đương nhiên, Lý Mộ và Trương Sơn đối với bọn họ cũng không có hảo cảm gì. Lý Thành không có mặt, Lý Mộ và Trương Sơn tạm thời thuộc về hắn điều khiển. Sự kiện tầm thường, bộ khoái bình thường có thể xử lý. Lần này huyện Nha xuất động một người tu hành, nghĩ hẳn là không phải vụ án bình thường. Một thanh niên quần áo hoa lệ đứng ở ngoài huyện Nha, liếc Trương Sơn cùng Lý Mộ vội vàng đi ra, hừ lạnh nói. Hai người các ngươi nhanh lên, đừng có dài dòng nữa, chỉ cho hai người các ngươi thôi. Nhận một trận răn dậy trong miệng Trương Sơn nói thầm một câu, hắn đã không phải lời tốt đẹp gì, Lý Mộ thì không để ở trong lòng. Hắn để ý là đây rốt cuộc là một vụ án như thế nào, mình có thể từ trong đó tìm được cơ hội thu hoạch bảy loại tình cảm hay không? bao gồm lý mộ trương sơn cùng lý tứ huyện nha lần này xuất động 6 bộ khoái đoàn người ở dưới hàn chết dẫn dắt rất nhanh đi tới trước một chỗ phủ đệ trong huyện thành cửa phủ trước mắt thuật nhìn rất cao lớn nơi này thuộc về khu nam huyện thành có thể ở nơi này không giàu có thì tôn quý phóng mắt nhìn lại kéo dài không dứt đều là nhà cao cửa rộng chốt đỉnh đầu mọi người trên mặt một tấm bảng hiệu nạm vàng viết hai chữ to triệu phủ hàn triết đi đến trước cửa triệu phủ nói gõ cửa trường sơn đi đến phía trước đang muốn gõ cửa cửa chính của triệu phủ bỗng nhiên từ bên trong mở ra mấy người bộ dáng hòa thượng cùng đạo sĩ bị hạ nhân triệu phủ từ trong phủ đuổi ra mủ mặt chó các ngươi đến lừa triệu phủ của chúng ta mau cút cho ta nếu không cút đánh gãy chân chó của các ngươi Mấy đạo sĩ hòa thượng kia vừa lan vừa bò chạy đi, hàn triết nhìn về phía một quản gia trung niên phúc hậu của triệu phù hỏi. Là các người báo án. Nhìn thấy quần áo của bọn họ, quản gia trung niên sửa lại thái độ vừa rồi lập tức cười lấy lòng nói. Tiền sư đại nhân, mời đi theo ta. Hàn triết bước vào triệu phù hỏi. Vừa rồi những kẻ đó là loại người nào? Trên mặt quản gia trung niên nổ ra vẻ mặt, kinh rẻ nói đám hòa thượng đạo sĩ chết thiệt kia giả mạo cao nhân tu hành lừa đến triệu phủ ta tiền sư không cần phải đấy tới lão gia cùng phu nhân đã ở nhà chờ khi quay đầu nhìn về phía đám người lý mộ đầu của hắn lại ngẩng lên lạnh lùng nói mấy người các ngươi ở chỗ này chờ trước nhìn hai người đi vào bên trong trường sơn bĩu môi khinh thường nói không phải là đu bám được quận thừa sao có gì mà đặc biệt hơn người đại chu 36 quận mỗi một quận lấy một quận thủ chính là chính quận thừa là phụ lý mộ từ trong miệng trương sơn tìm hiểu được công tử triệu phủ may mắn được quận thừa bắc quận coi trọng sắp cùng con gái quận thừa định ra hôn ước địa vị triệu phủ tự nhiên cũng nước lên thuyền lên đừng nói bọn họ đám bộ khoái nho nhỏ này sợ là trương huyện lệnh đích thân tới cũng phải nẻ mặt triệu ra vài phần trường sơn bỗng nhiên nhìn về phía lý tứ nói lão lý nếu ngươi không chịu thiệt mang con gái quận thừa câu dẫn như vậy chúng ta liền có chỗ dựa rồi lý tứ thản nhiên nhìn hắn một cái không buồn đấy ăn cơm mềm cũng là một loại bản lãnh lý mộ cũng chưa bởi vậy xem thường triệu ra cái đó không liên quan với hắn, hắn để bụng là chuyện thu thập bảy loại tình cảm, nhìn về phía vài tên bộ khoái hỏi. Triệu gia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Một bộ khoái nhìn trái nhìn phải, nhỏ giọng nói. Triệu gia công tử không biết như thế nào chúng ta, hắn cùng thiên kim quận thừa hôn sự sắp tới rồi, chuyện này nếu xử lý không tốt, quận thừa đại nhân nhất định sẽ trách tội, trường huyền lệnh đối với án này cực kỳ coi trọng. Trong lúc mấy người nói chuyện, có mấy bóng người từ nhà trong cửa đi ra. Đi tuốt đằng trước là Hàn Chiết, một đôi vợ chồng trung niên đi theo phía sau hắn. Hai người đều là sắc mặt tấp thỏm lo âu, thường thường quay đầu liếc phía sau một cái. Một thanh niên chỉ mặc đồ bên trong đi theo phía sau bọn họ. Thanh niên bộ dáng tuấn tú, nhưng trên mặt lại cho nụ cười xí ngốc, khóe miệng nước miếng cũng không chùi, chỉ lo ngây ngô cười hề hề. Trương Sơn cả kinh, nhỏ giọng nói thầm. Thật đúng là chúng ta, ta trước kia ở trên đường cũng từng gặp hắn, khi đó hắn cũng không phải như vậy. Ánh mắt lý mộ hơi ngưng tụ, hắn tuy không nhìn thấu ba hồn bảy vía của người ta, nhưng căn cứ trên bộ sách nhập môn kia miêu tả, Diệu ra công tử rõ ràng đã đánh mất một hồn có người có ba hồn một tên thai, thai, quang hai tên sảnh linh ba tên u tinh hồn thứ nhất thai quang là tiên thiên trí thân tính hồn thứ hai là sản sảng linh chính là thức thần chủ chủ tư duy tâm trí hồn thứ ba là u tinh chủ xu hướng tính thú trong ba hồn thai quang là mệnh hồn thai quang rời cơ thể người ta lập tức sẽ mất đi ý thức lâm vào hôn mê sàng linh chủ tâm trí mất đi sàng linh người ta sẽ trở lên si ngốc dại ra tâm trí giống như trẻ con ba tuổi mà mất đi hồn thứ ba u tinh sẽ đối với bất cứ sự vật nào cũng mất đi hứng thú triệu ra cung tử không biết sao trở nên gu si hiển nhiên là mất đi hồn thứ hai mà nguyên nhân ba hồn rời cơ thể bình thường có hai loại khả năng thứ nhất là bị kinh hãi tự động rời cơ thể Thứ hai là bị người hoặc yêu quỷ câu dẫn, không biết triệu gia công tử là thuộc về một loại nào. Hàn Triết xoay người, nói với trung niên vợ chồng, lấy chu sa cùng bút lông đến. Vợ chồng trung niên tuy không biết Hàn Triết muốn làm cái gì, vẫn rất nhanh dặn dò hạ nhân chuẩn bị tốt thứ hắn muốn. Một bộ khoái đứng xa xa nhìn, nhỏ giọng nói, đầu nhi lại sắp vẽ bùa rồi. Chiêu hồn cũng không phải pháp thuật gì phức tạp, đạo môn và Phật môn đều có nhiều loại phương pháp, chỉ trên quyển sách kia Lý Thanh cho hắn ghi lại đã có nhiều tới ba bốn loại. Hàn chết chọn rõ ràng là đơn giản nhất. Hắn dùng bút lông chấm chu ra, ở trên chán triệu ra công tử vẽ một phù văn kỳ quái, sau đó liền hai tay bấm tay niệm chú, môi tựa như là đang rung, nghe không rõ nó đang nói cái gì thi triển thần thông và đạo thuật cần chú ngữ cùng chân ngôn cũng không phải nhất định niệm ra tiếng người tu hành có thể thông qua mệnh hồn trực tiếp làm được cấm ngôn niệm chú vì phòng ngừa người ngoài học trộm ở các môn phái lớn đạo thuật đều là không phép cho lấy miệng thi triển Hồn vệ Hồn hề trở về hàn triết bỗng quát một tiếng khiến mọi người ở đây bị dọa giật mình Lý Mộ cũng có chút tiếc, chiêu hôn lại chuyện này, hắn cũng có thể làm được, nếu để hắn đến, có lẽ còn có thể thuận tiện thu hoạch một ít niềm vui cảm kích của Triệu gia. Đáng tiếc cơ hội khó được này lãng phí vô ích ở trong tay Hàn Triết. Nhưng sự tình phát triển tựa như cũng không giống Lý Mộ đoán trước. Hôn ha trở về. Hôn ha trở về. Triệu Vĩnh Chi hôn trở về. Hàn Chiết đứng ở trước người Triệu Vĩnh Si Ngốc, liên tục niệm vài lần dẫn hồn chú cũng chưa thể mang hồn thứ hai của Triệu Vĩnh gọi tới. Xuất hiện tình huống như vậy, hoặc là hồn thứ hai của Triệu Vĩnh đã tan, hoặc là khoảng cách quá xa, vượt qua phạm vi dẫn hồn thuận có thể ảnh hưởng. Kỳ quái là, ba hồn trừ mệnh hồn thai quang, hai hồn còn lại đều không có ý thức, sảng linh hoặc u tinh sau khi rời cơ thể, bình thường sẽ không đi quá xa mà là sẽ ở chung quanh thân thể hoạt động vô ý thức, dẫn hồn chú ít nhất cũng có thể ảnh hưởng phạm vi 10 dặm. Nếu hồn thứ hai của Triệu Vĩnh chưa tan, đó là đã rời khỏi thân thể ngoài 10 dặm. Sự tinh hiển nhiên ra ngoài hắn dự đoán, hàn chết nhăn mặt lại, thấp giọng nói. Hắn, hồn thứ hai còn chưa tan, vừa rồi lúc chưa hồn, ta có thể cảm ứng được nó tồn tại, nhưng lại không biết vị trí cụ thể nam tử trung niên vội vàng nói tiền thư kế tiếp phải làm sao bây giờ hàn triết nghĩ nghĩ nói lấy một tờ giấy vàng lại lấy một sợi tóc của triệu vĩnh nam tử trung niên vội vàng bảo người mang tới giấy vàng lại tự mình thử trên đầu con trai nhổ mấy sợi tóc cung kính đưa cho hàn triết hàn triết mang tóc triệu vĩnh đặt ở trong lòng bàn tay ngón tay nhẹ nhàng vân vê mấy sợi tóc đó bỗng nhiên tự cháy lên rất nhanh liền hóa thành một rúm cho tàn hắn mang cho tàn sợi tóc và chu sa trộn lẫn với nhau sau đó mang giấy vàng đặt lên bàn thở sâu nhấc bút lông thoàn thoát trên giấy hành văn liền mạch lưu loát vẽ một phù triện phức tạp tiên nhân chỉ lộ lý mộ hơi chấn động hắn ở bên trên quyển sách kia từng thấy loại phù triện này Loại bùa thiên nhân chỉ lộ này có thể tìm yêu, tìm quỷ, không ngờ được còn có thể dùng để tìm hôn. Vẽ xong phù triện, Hàn Chiết mang nó gấp thành hình dáng một con hạt giấy. Sau khi đưa vào pháp lực, con hạt giấy đó chậm rãi kích động hai kích động hai cánh, vòng quay của Triệu Vĩnh. Vòng quanh Triệu Vĩnh bay một vòng, liên hướng về bên ngoài Triệu Phủ bay đi. Đám người triệu phủ xem mà chật chật lấy làm kỳ, hàn chết nhìn đám người lý mộ một cái dặn dò. Mấy người các người, đi theo nó. Trên đường, một con hạt giấy lơ lửng ở không trung, chậm rãi tiến lên, mấy thiên bộ khoái theo phía sau, dẫn tới không ít dân chúng quan sát. Lý mộ biết nguyên lý của bùa tiên nhân chỉ lộ, vừa rồi hàn Triết mang tóc triệu vĩnh trộn và chu sa, trong phủ chuyện này đã ẩn chứa ký tức của triệu vĩnh, Loại khí tức này cùng hồn phách triệu vĩnh hấp dẫn lẫn nhau Sẽ dọc theo quỹ tích hoạt động hồn thứ hai của hắn Tìm được vị trí hồn thứ hai Phù triện chia ra làm thiên, địa, huyền, hoàng, bốn phẩm Mỗi một phẩm loại chia làm ba bậc thượng trung hạ Tổng cộng bốn phẩm mười hai bậc Phù triện phẩm dai càng cao Tác dụng càng tốt, uy lực cũng càng lớn Còn hàng giấy này tốc độ phi hoành cực chậm nhìn qua là biết phù triện hoàng phẩm hạ giai thấp nhất lấy loại tốc độ này không biết khi nào mới có thể tìm được hồn của triệu vĩnh một nhóm người đi theo con hạc giấy kia ở trong huyện thành lượn lờ cả buổi hạc giấy kia lại vòng ra khỏi cửa thanh đi mãi về hướng tây hạc giấy tốc độ cực chậm lại ở huyện thành đi vòng vèo hồi lâu mắt thấy trời cũng sắp tối bọn họ cũng đã rời khỏi huyện thành hơn mười dặm trừ hắn chết trên mặt mọi người đều có sự mệt mỏi cùng không kiên nhẫn. Một khắc nào đó, một bộ khoái bỗng nhiên nói, "Xem, con hạt giấy này không đi nữa rồi." Lý Mộ gương Dương mắt nhìn lên, quả nhiên nhìn thấy con hạt giấy bay ở không trung không tiến lên nữa mà là đảo quanh ở tại chỗ. Cái này nói lên hồn của Triêu Vĩnh ngay tại phụ cận, chẳng qua hắn vừa mới bước ra một bước, cảnh sắc trước mắt bỗng nhiên thay đổi hẳn. Một cái chớp mắt Bầu trời chỉ còn là hơi âm trầm đi, bỗng nhiên biến thành một mảng tối đen. Đưa tay không thấy năm ngón, ngẩng đầu cũng không thấy sao chăng đầy trời. Bên tai càng không nghe được bất cứ thanh âm nào. Tùy tuật che mắt. Trong lòng lý mộ cả kinh vội vàng mang pháp lực vận chuyển tới mắt. Ngay sau đó bóng tối trước mắt đột nhiên biến mất. Hắn nhìn thấy đám người trương sơn và lý tứ lộ mặt lộ vẻ sợ hãi, vươn hai tay vừa ở trên không sở soạn vừa xoay quanh tại chỗ. Hai mắt hàn tiết lóe ra ánh sáng âm mưu hừ lạnh một tiếng. Ta biết ngay, hồn của Triệu Vĩnh khó hiểu rời khỏi cơ thể là có yêu tà quấy phá, yêu nghiệt phương nào còn không mau hiện hình. Tiếng của Hàn Triết như ẩn trước lực lượng kỳ dị nào đó vài tên bộ khoái nghe được sau khi trước mắt hoa lên liền thấy được đồng nghiệp ở bên người. Cùng lúc đó, bọn họ cũng cảm thấy đường phía trước cách đó không xa một bóng người hư ảo đang lặng lặng đứng ở nơi đó nhảy mặt bóng người hư ảo kia xuất hiện tựa như ngay cả nhiệt độ chung quanh cũng giảm xuống vài phần oán linh trong lòng lý mộ cả kinh nhìn từ khí tức hư ảnh kia tản mắt ra là quỷ vật không thể nghi ngờ hơn nữa không phải là âm linh giống như trương vương thị âm khí bên ngoài thân thể nàng ngưng mà không tiêu tan tuy không lợi hại à, như con ác quỷ kia lý mộ trước đó từng gặp hai lần nhưng cũng không bình thường an thiết nhìn nữ quỷ kia lạnh lùng nói nghiệp trướng còn không mau mang hồn triệu vĩnh giao ra đây nữ quỷ nữ quỷ chưa nói năng gì phun ra một ngụt âm khí âm khí đó ở giữa không trung hóa thành mấy con rắn đen hướng trước mặt hàn chết lao tới về phần lý mộ cùng trương sơn bọn đồng bọn vài tên bộ khoái nàng căn bản không để ý tới lý mộ đứng ở một bên vẫn chưa ra tay hắn mặc dù có thủ đoạn khắc chế nữ quỷ này nhưng không thích hợp hiền lộ trước mặt người khác hơn nữa hắn còn không biết cấm thanh niệm chú càng không biết thiền lộ lôi pháp ở trước mặt hàn chiết khi nữ quỷ đó xuất hiện vật trâu trên cổ tay của lý mộ chỉ hơi nóng lên nó nói lên nữ quỷ này đạo hạnh không cao hàn chết đủ có thể ứng phó chú tài mọn đối mặt với rắn đen âm khí hướng hắn đánh đến hàn chết chỉ hư lạnh một tiếng một gợn sóng vô hình quanh quẩn mấy con rắn đen kia thế mà lại trực tiếp bị chấn động tan rã một lần nữa hóa thành âm khí cũng không cách nào ngừng tụ nữa Đám bộ khoái thấy một màn tinh thần phấn chấn, trong lòng lý mộ cũng âm thầm kinh ngạc. Một tiếng hư lạnh này của hàn chết, pháp lực dao động thanh rất rõ ràng, chỉ sợ thấp nhất cũng là tu vi cảnh giới thứ hai ngưng hồn. Tuy nói oán linh cũng thuộc quỷ tu cảnh giới thứ hai, nhưng ở hạ tam cảnh, dưới cảnh giới ngang nhau, yêu quỷ căn bản không thể so sánh với người tu hành. Nữ quỷ này thực lực lại không bằng con kia của lý mộ gặp được, sau khi rắn đen kia bị đánh tan, bóng người của nàng cũng hư ảo đi rất nhiều. Tựa như biết không phải là đối thủ của người trước mắt, thân hình nữ quỷ nhanh chóng lùi về phía sau. Chỗ ban đầu thì xuất hiện một đám xương đen đậm đặc, bao phủ đám người lý mộ ở trong, sương mù màu, màu đen theo mọi người di động mà di động, luôn bao vây bọn họ ở trong, nhất thời không thể đi ra thân ở trong xương đen đưa tay không nhìn thấy năm ngón hàn chết hai tay kết ấn trầm giọng nói phóng phòng xuất cấn giác địa hộ bài binh tốn phương tiền lộ hồ sát mãnh phong cấp cấp như luật lệnh gió đến một câu cuối cùng của hắn hạ xuống chung quanh mọi người bỗng nhiên cuồng phong gào thét trong nháy mắt sương mù màu, màu đen liền bị thổi tan hết sau khi sương mù tan đi, phía trước cũng không có bóng người nữ quỷ kia. Hàn Triệt chỉ phía trước nói. À chạy không được bao xa, đuối. Dưới đại đa số tình huống, sự sợ hãi của con người đều bắt nguồn từ không biết. Chính là vì không hiểu biết quỷ vật, người bình thường mới sẽ sinh ra sợ hãi đối với chúng nó. Ở trong mắt lý mộ, quỷ vật, người bình thường nghe là biến sắc, đã sớm rút đi cách khăn che mặt thần bí cái gọi là quỷ vật đơn giản chính là kết quả ba hồn dung hợp của người ta sau khi chết đi âm linh cấp thấp nhất cũng không có bất cứ năng lực đặc thù nào thậm chí không thể hiện ra trước mặt người ta oan linh lợi hại một chút nữa cũng chỉ có thể khống chế âm khí dùng một ít thuật che mắt mà thôi chỉ cần đối với đối phương không có ác linh cảnh giới thứ ba đối với hàn chết mà nói hàn là không có vấn đề gì sau khi sương mù quỷ tan đi, An chết liền từ trong lòng lấy ra một tấm phù triện, dán ở trên chân, thân hình như gió, dày lạt đã biến mất ở trước mặt đám người lý mộ. Đây là một trong các đặc điểm của phù lục phái, tu vi không đủ, phù triện góp vào. Một tấm thần hành phù liền có thể làm tốc độ người ta tăng vọt mấy lần. Đám người lý mộ là thành thơi đi ở phía sau, Phạm là đề cập đến sự kiện yêu quỷ Bọn họ có thể làm Cũng chỉ có chạy chậm đuổi theo hàng giấy Chuyện hàng yêu trừ ma Vẫn phải giao cho những người tu hành chuyên nghiệp kia Trường Sơn đi ở bên cạnh Lý Mộ Nhìn nhìn ánh trăng đỉnh đầu Oán giận nói Lúc này cũng đi đến nơi nào rồi rừng núi hoang vắng cũng không biết khi nào Mới có thể trở về đây Một bộ khoái nói Về trước mới đến vịnh Bích Tùy Chúng ta rời khỏi thành chỉ mười mấy dặm, nửa canh giờ là có thể trở về rồi. Vịnh Bích Thủy, cái tên này, Lý Mộ luôn cảm thấy quen thuộc, nhớ lại một phen mới dư ra, hắn đã từng nghe Lão Vương đề cập, có vài người đánh cá đến nhà môn báo án, nói là trong Vịnh Bích Thủy có thủy quái quấy phá, chẳng lẽ chính là vừa rồi nữ quỷ kia. Vịnh Bích Thủy ở giữa hai ngọn núi, một dòng suối chảy qua huyện Dương Khâu, ở nơi này thay đổi tuyến đường, dòng nước hội tụ ở đây hình thành một chỗ thủy vực diện tích rộng lớn. Nơi này dòng nước tông tả, sản phẩm ngư nghiệp phì nhiêu, nuôi sống mấy chục hộ gia đình ở bên bờ. Nhân gian có truyền thuyết, những người nhảy xuống sông tự sát hoặc là bất ngờ chết đuối kia, linh hồn sẽ bồi hồi ở nơi đó chết đuối, chịu âm khí hồ nước nuôi dưỡng, linh hồn sẽ biến thành thủy quỷ. Thủy quỷ bởi nước mà chết sẽ ở dưới nước kiên nhẫn chờ đợi, dụ dỗ hoặc là trực tiếp cưỡng ép kéo người xuống rơi xuống nước để chết đuối. Do đó đảm đương thế thân của mình để mong đầu thai luân hồi, mà người bị thủy quỷ hại chết thì sẽ trở thành thủy quỷ mới, lặp đi lặp lại một cái quá trình này. Đương nhiên truyền thuyết cũng chỉ là truyền thuyết, thuyết luân hồi xưa nay đã có, lại cho tới bây giờ chưa từng có ai chứng thật. Người ta sau khi chết tình quỷ, quỷ lại chết một lần. Đó là thật sự hồn phi phách tán, thủy quỷ hại người có thể mong đầu thai, thuần túy là tiểu thuyết biện đặt. Mục đích chân thật của chúng nó chẳng qua là muốn nuốt vách người thật tu luyện để cân đạo hạnh tịnh tiến mà thôi. Mặc kệ thủy quỷ đầu thai xác thực hay không, thủy thân âm, thủy thuần âm, một nữ quỷ đó xuống nước liền không dễ dàng bắt được nữa đám người đi mộ đi về phía trước hơn trăm bước bên tai liền truyền đến âm thanh nước dốc sách tối nay ánh sáng trắng rực sáng chiếu vào bên trước bên trên mặt nước màng bờ nước chiếu rọi càng thêm sáng hơn phía trước bọn họ cách không xa một nắn sương mù màu đen nồng đậm đang hướng bờ nước đi nhanh tới nghiệp trướng chạy đi đâu hai tay hàn chết biến đảo thủ ấn nâng tay một chiếc sáng vàng đánh vào xương mù màu đen, trong xương mù màu đen truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết. một người một bóng một bóng người nữ quỷ kia từ bên trong xương đen ngã ra, rơi ở trên mặt cỏ. thân thể của nàng so với vừa rồi càng thêm hư ảo, Dãy giụa vài lần cũng chưa thể một lần nữa đứng thẳng lên, rõ ràng đã ở bên bờ vực sụp đổ. Hàn Thiệt từ trong lòng lấy ra một tấm gương bắt quái, hướng nữ quỷ kia nhẹ nhàng nhoáng một lên một cái. Một hư ảnh từ trong thân thể nữ quỷ kia chia làm ra, mơ hồ có thể phân biệt là bộ dáng của một nam tử. Đó là hồn thứ hai của Triệu Vĩnh, Giảng Linh. Không có ý thức của mình, nhìn qua đần độn mờ mịt. Hàn Thiệt ở cao hướng xuống nhìn nữ quỷ giọng lạnh lùng nói. Người hóa thành quỷ tu không dễ, tu hành vào cảnh giới thứ hai càng thêm khó có được. Hôm nay thế mà vì tu hành làm ra chuyện câu hồn phách con người. Giữa người ở trên đời cũng là tai họa. Hôm nay ta liền phải thay trời hành đạo. Hắn lấy ra một tấm phù triện cách quá xa, sắc trời lại tối. Lý mộ thấy không rõ là phù triện gì. Đoàn hắn là loại chủ quỷ chư yêu. Các loại phù triện của phù lục phái đối với yêu quỷ đều có tác dụng khắc chế. Nữ quỷ này bị hàn chết gây thương tích. Đạo phù triện này đánh ra vào duyên chân thể của nàng, nàng chỉ có kết cục hồn phi phách tán. Hàn tiết run lên cổ tay, phù triện kia lập tức tự cháy lên. Hắn vừa rồi muốn có tác động tác, bỗng nhiên từ trên mặt hồ thổi tới một trận gió nhẹ. Gió khẽ tuổi qua, phù triện thiêu đốt trong bàn tay hàn Thiết đột nhiên tắt. Cùng lúc đó, vật trâu trên cổ tay của Lý Mộ bỗng nhiên nở rộ ánh sáng, thành hồng kiếm trong tay cũng rung động không thôi, phát ra tiếng ong ong thanh thúy. bùa chu tả thiêu đốt bỗng nhiên tắt, một màn này khiến cho hàn Thiết hơi sừng sốt, lừa phù triện không phải làm phải phàm hòa, sao có thể bị gió đêm thổi tắt. Đầu nhi, đầu nhi, nước trong trong nước kia ngay lúc này một bộ khoái thanh âm run run vang lên ánh mắt hàn chết nhìn về phía trước nhìn thấy một nữ tử áo trắng tóc dài từ trong nước chậm rãi đi tới nữ tử mặc váy trắng tóc dài ngang lưng nước sông mới đầu chỉ là không quá bên hông của nàng theo mặt nước nhộn nhạo gợn sóng nữ tử áo trắng từng bước từng bước một từ trong nước đi ra theo đó mà đến là một đợt hương thơm thoang thoảng theo nữ tử đi tới gần một trận gió âm ập tới cảm giác mát lạnh khắc cốt ghi tâm vật trâu ở trên cổ tay của lý mộ thanh hồng kiếm có động tính lại càng thêm kịch liệt sự sự tình cảnh giác trong lòng của lý mộ đã tăng lên tới cực điểm mặc dù là lần thứ hai nhìn thấy ác quỷ đạo hạnh tăng lên kia vật trâu trên cổ tay hắn cũng không có phản ứng kịch liệt như vậy đây là một quỷ vật hơn nữa nữ quỷ trước mắt so với ác quỷ kia còn cường đại hơn nhiều. Lúc này nữ tử áo trắng hướng về phía lý mộ nhìn thoáng qua, lý mộ chỉ cảm thấy đến một trận lạnh lẽo thấu xương, vật trầu trên cổ tay nháy mắt ảm đạm, thanh hồng kiếm trong tay cũng bình tĩnh như lúc ban đầu. Nữ tử uyển chuyển đi đến bên bờ, hướng mọi người nguyện miệng cười dịu dàng nói. Ta có đẹp không? Nữ tử áo trắng thanh âm mềm mại đáng yêu đến cực điểm, trong lòng người nghe không khỏi rung động, tâm thần có nháy mắt thất thủ. Ngay tại nháy mắt tâm thần hắn thất thủ, trong mắt Lý Mộ cảnh sắc đột ngột thay đổi. Cây cô bên cạnh không thấy, suối nước phía trước không thấy, hắn xuất hiện ở một thung lũng hoa tươi nở rộ, trong thung lũng chim hót véo von, bướm bay bướm múa mà ở trước mặt hắn còn có mười mấy nữ tử mặc váy lụa mỏng nhẹ nhàng uốn éo vòng eo linh hoạt nhảy múa những nữ tử này oanh oanh yến yến dáng người bộ dạng đều không muốn giống nhau nhưng mỗi một vị đều là nhân giai tuyệt sắc các nàng hoặc là thanh thuần hoặc là quyến rũ hoặc có thể hoặc hoặc hào phóng hoặc quyền chuyển hàm xúc hoặc nhiệt tình hoặc cao ngạo lạnh lùng cái quan trọng là theo các nàng nhảy múa váy lụa mỏng ở trên người các nữ nhân vốn mỏng manh cũng đã tuột từng món xuống theo những nữ tử này động tác càng lúc càng lớn mật trong lòng lý mộ dục vọng nào đó bắt đầu điên cuồng nảy sinh như thế nào cũng không áp chế được ảo cảnh thì ra là ảo cảnh lý mộ đột nhiên cảnh tình thầm nghĩ không ổn một tay bấm tay niệm chú trong lòng lập tức mặc niệm tâm niệt băng thanh thiên tháp bất kinh vạn biến do định thần di khí bình chấn trần cấu bất chiêm tục ương bất nhiễm hư không định mật hồn nhiên vô vật vô hữu tương sinh nan dịch tương thành ảo cảnh không phải là chỉ là cảnh tượng hư ảo ảo cảnh cao thâm tựa như là ác mộng có thể vô hạn phóng đại chỗ thiếu hụt trong lòng người đi vào giấc mộng, dẫn động dục niệm chỗ sâu nhất trong lòng bọn họ, thậm chí có thể trực tiếp mang nó cụ thể hóa mà ra. Một khi bản thân thất thủ, châm luân ảo cảnh sẽ bị kẻ chế tạo ảo cảnh bày bố. Kẻ giỏi về ảo cảnh thậm chí có năng lực vượt qua cảnh giới giết địch. Đạo gia, thành tâm quyết, tuy không có uy lực lớn như kiểu tự chân ngôn, nhưng thắng ở mặc niệm liền có thể phát huy ra tác dụng lý mộ mặc niệm vài lần thanh tâm quyết sau khi mở mắt ra một tia dục vọng rung động kia trong lòng bụng đã biến mất không dấu vết mà phụ nữ ở trước mặt lại càng không có cách nào khiến trong lòng hắn sinh ra một chút dao động nữa nhưng lòng hắn lại chìm đến đáy cốc trong ảo cảnh không phải là một mình hắn trường sơn lý tứ thậm chí ngay cả hàn chết cũng đã bị kéo vào Lúc này Trương Sơn đang mặt đầy nụ cười, một nữ tử dáng người đẫy đà nhẹ nhàng nhảy múa, mấy tên bộ khoái còn lại cũng là như thế, ngay cả Hàn Chiết, ở sau khi vẻ mặt dãy dụa thời gian ngắn ngủi cũng bị điểm hỏa dục vọng trong lộ trong lòng, ôm một nữ tử lạnh lùng một, một mặt lộ vẻ sung sướng hoàn toàn trầm luân ở trong ảo cảnh. Bà gã bộ khoái bên cạnh nói với hắn, thậm chí đã bắt đầu cởi quần ra. Ở trong nháy mắt bọn họ chạm vào tay lưng cả người liền bỗng nhiên ngã cắm mặt xuống đất, sau đó biến mất ở trong ảo cảnh.